Thân ái xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta một đôi loa rất là khủng luôn. Đôi loa đến từ đất nước mặt trời mọc. Đôi loa Beoner, một dòng Beoner thì cái dòng HE này có rất nhiều đời. Model đôi mình đang giới thiệu với các bạn là đôi Beoner SHE10, rồi HE100, HE1000 cũng có. Riêng đặc biệt cái dòng của dòng HE này thì đôi này chơi karaoke hay là chơi nhạc cũng rất vô tư, chơi vi vu luôn ấy. Bây giờ mình đi vào chi tiết các bạn xem nè. Đôi loa mình đang để trước màn hình của các bạn, đôi loa là nó cấu hình là hai quay ba loa, mỗi loa như vậy là hai loa bass 25 và một cái kèn gang. Các bạn nhìn thấy đôi loa này phải nói là đẹp đẹp kèn. Các bạn nào kén chọn cũng chọn được cái đôi loa này, nó mới tuần này, rất mới. Riêng cái viền thì viền Việt Hùng thay nè, viền thì những cái đôi loa về bãi về là nó một viền thì thay viền là bình thường các bạn nha. Đây, cái nào chưa thay mà nó chưa thay, cái nào thay rồi, cái nào có nhiều cái là chưa thay nhưng mà anh em vẫn nhờ thay luôn, vì trong này Việt Hùng thay rất tuyệt. Đây, cái bát dưới là bát 25 và giữa là cái kèn chép kèn gang này. Đây, các bạn xem luôn cái bên này nè. Model của nó là in cái chữ lặng ở trên cái loa luôn, Beoner SHE10 đấy. Hai quay người ta vẫn để kỹ nè, hai quay speaker nè, system. Đây các bạn xem nha, rất đẹp. Đôi loa này phải nói là đẹp. Chiều rộng của đôi loa này thì 38 và chiều sâu là 42, chiều cao là 69. Nếu chúng ta có cả cái đế vào là 32 nữa là hơn 1m01 rồi các bạn. Các anh em ít thấy đôi loa nào mà có cái đế như đôi loa này. Đôi loa này cái đế của nó luôn á các bạn nha. Cái đế zin này nè, có cái tem dưới nè. Tem SHE10 luôn đấy. Đây cái đế này thì công nghịch cái là để ngửa lên như vậy đấy. Rất hoành tráng phải không? Rồi, chúng ta xem tiếp. Phía trên này thì mình để sẵn hai cái lưới để các bạn xem nè. Hai cái căn của nó cũng rất là riêng, rất là đẹp. Rồi, mình bỏ luôn xuống dưới nền nhà để mình quay. Nói chung đôi loa này không có chỗ chê, cực kỳ đẹp. Nếu so sánh đôi loa này với giá tiền hát với hát karaoke với đôi 301 AV thì đôi 301 AV không xin dê với đôi này. Đôi này phải ăn đứt. Các bạn xem luôn phía sau đôi loa này, rất ok. Chạm loa này, cái này nó có cái nỉ nhung nè. Đây các bạn, đấy, rất ok. Beoner con này công suất của nó là 120W 6 ohm, vâng, maximum là 120W. Các bạn loa trái loa phải left right đầy đủ hết nha. Vâng, rồi bây giờ các bạn mình sẽ giải phẫu đôi loa này ra các bạn xem phía trong bên nó khủng cỡ nào nha. Rồi bây giờ mà các bạn chờ mình tí. Vâng, chào các bạn. Bây giờ mình Quý Nguyễn tháo được cái đôi loa ra rồi. Đôi loa này tháo rất chi là khó tháo, nhưng mà mình cùng tháo ra để cho các anh em xem nội thất của cái đôi loa Beoner SHE10 này. Đôi này quá khủng luôn. Các vị thấy bốn cái bách 25 của nó cũ từ nêu, cũ từ đôi này. Đây. Và cái nhện của nó thì không phải là cái nhện bình thường đâu. Đây các bạn thấy không? Đây này. Đây. Cái nhện của nó là cái nhện bằng gì đây? Giống như cái bo ạ. Giống như cái chất nhựa của cái bo ạ. Vâng. Và côn đôi loa rất đẹp, zin 100%. Chưa xài Việt Nam luôn. Mình mở ra mình vệ sinh mình làm luôn vậy mới làm luôn cái clip như thế này. Các bạn xem. Đôi loa này chỉ về là tình trạng là một viền thì mình thay viền thôi nha. Đôi loa này vừa chơi karaoke vừa chơi nhạc rất tuyệt vời. Các bạn nhìn thấy cái kèn, cái cũ kèn bằng gang này. Mình lấy luôn ra cho các bạn xem luôn đó. Rất kỳ, cực kỳ đẹp luôn. Rất đẹp, cũ bằng gang nha. Các bạn xem. Đặc biệt cái đôi loa này mình bán cũng khá là nhiều, nhưng mà đôi này đặc biệt hơn là đôi này còn cái cặp đế nữa các bạn nha. Cặp đế này các bạn xem. Cặp đế nó thì các bạn ưng để cái kiểu nào các bạn để
À, điện ngửa cũng được, điện áp cũng được. Đế của nó luôn á nghe. Pioneer này, model HE10 đấy, đế của nó luôn đấy. Đây, cặp đế rất hoành tráng. Bạn có thể xem kỹ cặp đế một tí. Đây. Cho đế mình để trên cái cặp loa. Vì nó to quá, nó to mà nó nặng quá. À, mình để trên để mình dễ 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 lấy hình, lấy phim. Đây này, các bạn xem lại này. Cái đế cầm lê của đôi loa này luôn đấy nha, chứ không phải là đế đế xịn luôn. Vâng. Bây giờ quý vị sẽ đóng lại để các bạn xem cụ thể hơn, với nghe được cho đàng hoàng hơn trước khi mình mua nha. Vâng, sau khi chúng ta cùng giải phẫu và nội thất và xem ngoại thất của đôi loa Pioneer XHE10, bây giờ xin mời các bạn cùng Quý Nguyễn nghe một bản nhạc của Trường Vũ qua chiếc âm ly Fisher 250T và cái đầu đĩa CD 70 Marantz 72A. À, con đầu đĩa này cũng là dòng đầu đĩa cao cấp ấy. Vâng, con đầu đĩa này là 12 triệu rưỡi. Cái âm ly thì 12 triệu và đôi loa mình báo giá luôn là đôi loa 16 triệu có đế. Các bạn nhé. Này, có cái đế. Vâng. Và giờ xin mời các bạn.
vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.